gái mại dâm ở Nhật túng quẫn mùa Covid-19. Chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19, những người làm các công việc về đêm tại Nhật Bản bị mất thu nhập, không thể trả tiền thuê nhà và đang lo lắng về cách để có tiền sống qua thời gian này. CNN dẫn lời một người đang hoạt động trong ngành công nghiệp tình dục tại Nhật Bản, trả lời phỏng vấn dưới nghệ danh là Mika, cho biết cô đã hoàn toàn không có thu nhập kể từ khi Nhật rơi vào khủng hoảng Covid-19, mọi người phải ở nhà và hạn chế các tiếp xúc gần. Không có tiền tiết kiệm và bất kỳ nguồn thu nhập nào khác, Mika đang sống nhờ tiền đi vay. Cô đã cố gắng để tìm việc khác, nhưng không ai tuyển dụng trong bối cảnh nền kinh tế bị ngưng trệ bởi Covid-19. Trong hoàn cảnh này, cô sẽ không thể chi trả tiền thuê nhà hay các nhu cầu thiết yếu, nhất là trả khoản tiền nợ mà mới đây cô ấy đã vay để sống tạm. Tôi sợ không có công việc mang lại tiền để sống. Đương nhiên là tôi lo về sức khỏe của mình, nhưng tôi sợ không có cách gì để kiếm sống hơn thế, Mika nói, nhằm ứng phó với Covid-19. Chính quyền Thủ tướng Abe Shinzo ngày 20 tháng 4 đã quyết định tăng tổng giá trị gói kích thích thông qua đầu tháng này từ 108.000 tỷ yên, tương đương 989 tỷ đô, lên 117,1 nghìn tỷ yên, 1.086 tỷ đô. Sau nhiều tranh luận, kế hoạch mới nhất đã bổ sung các lao động trong ngành công nghiệp tình dục vào danh sách hưởng hỗ trợ với một số điều kiện nhất định. Nhiều nhà hoạt động nhìn nhận đây là một bước tiến của chính phủ đối với ngành công nghiệp mang lại 24 tỷ đô mỗi năm cho nước Nhật và vốn chịu nhiều định kiến xã hội này. Chúng tôi muốn rằng các lao động này và con cái của họ phải được bảo vệ. Như đối với lao động từ các ngành nghề khác, tổ chức Sex Work and Sexual Health, SWASH, viết trong lá thư gửi tới chính phủ đầu tháng 4 năm 2020. Tuy nhiên, với nhiều lao động trong ngành công nghiệp nhạy cảm này, gói kích thích mang lại rất ít sự đảm bảo và các quy định áp dụng có vẻ khó hiểu với nhiều ràng buộc. Mika chỉ ra rằng không rõ liệu khoản trợ cấp chỉ dành cho những người đã mất đi một khoản thu nhập nhất định hay những người đã bị sa thải khỏi công việc của mình hoàn toàn. Ngoài ra, chính phủ yêu cầu các ứng viên đưa ra bằng chứng về các khoản lương và thu nhập bị mất đi, điều rõ ràng là một thách thức với các lao động về đêm, người thường được trả tiền một cách bí mật và có thu nhập không ổn định. Hiện chính phủ Nhật đang tiếp tục soạn thảo các điều khoản chi tiết trong gói cứu trợ. Một đề xuất có thể là trợ cấp 100.000 yên, khoảng 928 USD cho mỗi người, thay vì 300.000 yên, 2.785 USD cho mỗi hộ gia đình bị mất thu nhập. Nếu phương án thứ nhất được thông qua có thể giúp cho những người làm công việc về đêm bỏ qua các vấn đề về giấy tờ mà họ đang gặp phải. Nhiều lao động trong ngành công nghiệp tình dục trên khắp châu Á cũng đang gặp khó khăn, và tại một số nơi, chính phủ đang hành động để san sẻ gánh nặng với họ. Tại Bangladesh, nơi hoạt động mại dâm là hợp pháp, chính phủ đã hỗ trợ 20-30 kg gạo cho mỗi người làm việc tại các nhà chứa sau lệnh bắt buộc đóng cửa các địa điểm này để ứng phó với Covid-19. Ở Malaysia, nơi các công việc tình dục là bất hợp pháp, chính phủ cấp các khoản hỗ trợ hàng tháng và các chỗ ở tạm thời cho những người vô gia cư và thất nghiệp. Nhiều người trong số đó là các lao động tình dục đang giấu nghề nghiệp của mình. Tại Thái Lan, nơi ngành công nghiệp tình dục mang lại 5-10% GDP tương đương 4-6 tỷ đô mỗi năm, dù bị cấm bởi luật, các lao động trong ngành này lần đầu tiên sẽ được hưởng các hỗ trợ thất nghiệp theo gói cứu trợ của chính phủ. Hà Phương, tổng hợp. We'll be right back.